Bảy điều hay là năm điều hay là chín điều mà là tám điều
Đơn giản là vì Ngài đúc kết thành 8 điều, nên đặt là 8 điều thôi. Và có lẽ là Ngài cũng tùy thuận theo cái văn hóa của người Trung Hoa. Người Trung Hoa thì họ rất thích con số 8. Bởi vì số 8 này mà nếu đọc theo tiếng Hoa mà đọc trại trại một chút thì nó gần giống với chữ Pháp, tức là phát triển tốt đẹp. Cho nên đúc kết thành 8 điều. Có thể thôi, cái này mình không có hỏi được Ngài, bởi vì Ngài tịch lâu rồi. Nhưng mà chúng ta giả định như vậy. Có điều là 8 điều hay 9 điều hay 10 điều nó cũng không có quan trọng lắm. Quan trọng ở đây là đúc kết được cái tinh thần giáo lý của Đức Phật. Và đại nhân, thế nào là một bậc đại nhân? Chúng ta là cái gì? Phàm phu, đúng rồi, chúng ta là phàm phu, chứ đừng nói là mình tiểu nhân. Mình cũng tiểu nhân theo cái nghĩa lớn nhỏ chứ không phải là cái nghĩa mà gọi là cái người hèn hạ ha. Chúng ta là những người phàm phu. Chữ đại nhân đây là chỉ cho bậc Bồ Tát. Ngay cả những hàng thanh văn duyên giác cũng không có được xem là đại nhân nữa. Mà chữ đại nhân là chỉ cho Bồ Tát. Vì sao chỉ cho Bồ Tát? Bởi vì chỉ có Bồ Tát mới thành tựu được quả vị Phật thôi. Chứ thanh văn duyên giác thì không thể thành tựu quả vị Phật. Bồ Tát thì có thể sanh ra Phật, làm cho Phật sanh ra. Cho nên quý vị thấy giống như là Ngài Chủng Đề Bồ Tát hay là Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát vân vân đều được xem là Phật mẫu, tức là mẹ của Phật, sanh ra, làm sẵn sanh ra được Đức Phật. Chư Bồ Tát đều là nhân của Phật quả hết, cho nên được gọi là đại nhân. Và giác tức là hiểu biết một cách đúng đắn, nhận biết một cách đúng đắn, chứng ngộ một cách đúng đắn thì gọi là giác. Đức Phật, chữ Phật là tiếng Hoa gọi tắt của chữ Phật Đà. Phật Đà mà tức là âm từ tiếng Phạn là Buddha. Buddha tức là Phật Đà, chỉ cho một vị mà giác giả, có nghĩa là một người mà nhận chứng biết một cách đúng đắn thì giác là ở đây. Và kinh, chữ kinh một số vị thì cũng nghe rồi, nhắc lại cho quý vị. Kinh thì có rất nhiều cái biểu tượng để diễn đạt cho kinh. Ví dụ như là người miền Bắc thì gọi là kênh ha, người miền Nam thì gọi là kinh, tức là cái con kinh đó, con kênh mà được đào để mà chuyển nước từ một cái nơi này qua một cái nơi khác thì cũng gọi là kinh. Mà kinh cũng là một cái sợi chỉ xuyên suốt từ đầu này qua cái đầu kia, cũng gọi là kinh. Hoặc là cái thậm chí là những cái gọi là cái mực, cái người thợ mộc mà người ta dùng cái sợi chỉ để mà người ta làm cái thắt vào mực ấy. Rồi người ta búng xuống để cho kẻ những cái đường mà, thì cũng gọi những cái đường đó gọi là kinh. Ý nghĩa ở đây chữ kinh có nghĩa là những cái chuẩn mực cho chúng ta nương theo, chuẩn mực cho chúng ta nương theo, mà cũng là một cái sự nối tiếp giữa một cái nguồn này đến một cái nguồn khác, tức là nối tiếp giữa cái trí tuệ của Đức Phật đến cái trí tuệ của chúng ta, đó là cái kinh. Một cái mạch được nối như vậy, từ cái tâm thức của Đức Phật, cái trí của Đức Phật nối vào trong tâm thức, cái trí của chúng ta, để dẫn cái trí của Đức Phật vào trong cái trí của chúng ta, chuyển những cái phiền não của chúng ta trở thành giác ngộ, trở thành an lạc như chính của Đức Phật, nên gọi là kinh. Giống như là một cái nơi họ bị khô cằn, không có nước, thì mới đào một cái con kênh để dẫn nước từ một cái nơi có nguồn nước lớn để chảy vào trong đó, để cho cái đất của cái chỗ kia cũng được thấm nhuận thì gọi là kinh. Thì cũng giống như vậy, trong tâm trí của chúng ta
đầy phiền não, đầy vô minh, phải dùng cái con kênh này hay là cái kinh này để chuyển cái năng lực trí tuệ và an lạc của Đức Phật vào trong tâm thức của chúng ta. Đó là ý nghĩa của cái chữ kinh ở đây, và nó cũng là một cái chuẩn mực chúng ta phải theo đó để mà làm, thì nó sẽ là cái sự đúng đắn. Thì đó là cái tên của cái bài kinh này, là Bát Đại Nhân Giác Kinh. Phật nói Bát Đại Nhân Giác Kinh. Mở đầu thì Ngài An Thế Cao khuyên như vậy: vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, chí tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Giác. Tức là Phật đệ tử, dịch theo thứ tự luôn, rồi sẽ nói theo tiếng Việt mà phần để quý vị dễ hiểu. Là Phật đệ tử thường vào ngày đêm một lòng tụng niệm tám điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân. Này thì không có dịch ngắn được, Bậc Đại Nhân Giác. Thì tức là một người đệ tử của Phật thì phải thường xuyên, tức là ngày nào cũng vậy, mà chẳng những ngày nào cũng vậy mà phải là ngày đêm, buổi sáng, sáng tối đều phải trì tụng hết, mà không phải trì tụng một cách hời hợt mà là chí tâm tụng niệm. Tụng tức là mình đọc ra âm thanh thì gọi là tụng. Niệm tức là mình giữ ở trong tâm, giữ cái tâm mình vào trong cái chỗ đó, gọi là niệm. Hay là cái niệm này nếu mà dịch ra tiếng Việt có thể nói rằng là nhớ nghĩ. Cái niệm dịch đúng nghĩa của tiếng Việt là nhớ nghĩ. Thường hay nhớ nghĩ và tụng cái kinh này, tụng tám cái điều này, thì là một người đệ tử Phật đúng đắn. Ngài khuyên như vậy. Bây giờ ở đây mấy vị chưa học thì không có tụng được ha, nhưng mà học rồi thì nên tụng. Mỗi ngày như vậy, sáng chiều nên tụng, chẳng những tụng còn phải niệm, nhớ nghĩ tới những điều trong đây. Mà có như vậy thì mới có thể giống như hồi nãy thầy nói, tức là trong đời này thành quả vị Bồ Tát, trong đời này thành quả vị Phật. Còn nếu không nhớ nghĩ, không có thường xuyên tụng niệm mỗi ngày nhiều lần như vậy thì chắc chắn không thể nào thành tựu được. Mà cái những điều gì mà nó quan trọng ghê gớm như vậy? Thứ nhất, đệ nhất giác ngộ là cái điều giác ngộ thứ nhất. Tức là cái điều đầu tiên mà chúng ta cần phải giác, tức là nhận biết, như hồi nãy đã nói, nhận biết. Ngộ tức là hiểu cho ra, nhận biết xong rồi mình hiểu cho ra được thì gọi là ngộ. Cái điều đầu tiên, điều đó là điều gì? Thứ nhất là thế gian vô thường. Thế gian vô thường. Thế gian là cái gì? Thế gian là cái gì? Trong cái thế gian đây nó có hai cái vế. Thứ nhất là thế, và thứ hai là gian. Gian đây là tức là không gian và thời gian. Thế gian thì có hai phần như vậy, tức là không gian và thời gian. Không gian tức là cái vùng đất, cái địa dư mà chúng ta đang sinh hoạt ở đây. Và thời gian tức là có thể nếu mình nói rằng ngày đêm lịch sử vân vân và vân vân, nó đều nằm ở trong đó hết. Mà hai cái này đều không có thường còn. Tại sao Đức Phật cần phải nhắc nhở điều này đối với chúng ta? Quý vị tự nghiệm cái tâm thức của mình thì sẽ thấy điều này vô cùng quan trọng. Mặc dầu chúng ta là đệ tử của Phật, chúng ta tự nghĩ rằng mình là Phật tử thuần thành chân chánh, nhưng mà đối với cái sự vô thường của không gian và thời gian này, chúng ta hoàn toàn không có lưu ý, không có nhận biết. Không có lưu ý và không có nhận biết. Có thể bây giờ, nhất là chúng ta là những người mà sống ở nước ngoài, người Việt Nam mà sống ở nước ngoài chẳng hạn, thì mình
À, về cái thời gian, mình đây là thế kỷ thứ 21 rồi, mà nhiều khi mình còn xử sự như ở thế kỷ thứ 19 hay thế kỷ thứ 20, không có xử sự như người ở thế kỷ thứ 21. À, về quốc độ thì mình là người ở xứ Đức rồi, mà mình cứ nghĩ là mình ở cũng còn ở đâu, ở cái vùng nào ở Việt Nam đó. À, hoàn toàn không có nhận biết đó, những cái sự hiện thực của chúng ta. Rồi ngoài ra nữa, chúng ta cũng không nhận biết là trải qua vô vô số lần sanh tử như vậy, chúng ta từng là những con người ở xứ này, xứ nọ, xứ kia. À, từng quý vị cũng từng là người Đức, cũng từng là người Pháp, cũng từng là người Nga, cũng từng là người Việt Nam, cũng từng là người Trung Hoa, cũng từng là người Campuchia, cũng từng là người Ấn Độ, vân vân và vân vân. Đó. Rồi chúng ta cứ chấp thủ, chấp thủ vào không gian và thời gian. Đó. Rồi thậm chí là nếu bây giờ chúng ta thức thời một chút xíu, thì chúng ta lại chấp thủ vào cái hiện tại đây. Đó. Là chúng ta nói là bây giờ tôi sống ở Đức thì tôi chỉ biết Đức thôi, không biết Việt Nam nữa chẳng hạn. Hay là tôi sống ở thế kỷ 21 thì tôi chỉ biết thế kỷ 21 thôi, chứ tôi không biết gì của thế kỷ 20, 19 nữa. Cả hai trạng thái đều là sai lầm. Không có cái trước thì sẽ không có cái sau. Nhưng mà chấp thủ cái trước cũng là sai, mà chấp thủ cái sau cũng là không đúng. Cái vấn đề của chúng ta là phải thấy cho rõ tất cả những cái pháp này nó không có tồn tại một cách nguyên viễn chắc thật, mà nó luôn luôn bị chi phối bởi tất cả các duyên, mà theo đó nó thay đổi, nó liên tục, nó thay đổi như vậy, nó không có tồn tại một cách chắc chắn. Thường chúng ta phải nhận biết như vậy. Khi mình có một cái gì, giả sử một lúc nào đó quý vị bây giờ nói sao, giả sử ở nhà đi, bây giờ giữa hai thế hệ đó, con cái mình sanh ra ở nước Đức này, mình thì lớn lên ở Việt Nam qua đây. À, rồi thì con cái nó có thể là nó có cái cách suy nghĩ và cách hành động không có giống như mình ở Việt Nam, thì bắt đầu mình la nó, con không có biết cái gì hết trơn đó. À, người Việt của mình là phải thế này thế nọ thế kia chẳng hạn. À, rồi con cái nó nói là dạ không, nhưng mà con sanh ra ở bên này, con phải sống theo người Đức, con phải hành động theo người Đức, suy nghĩ theo người Đức. À, thì quý vị thấy giữa hai cái thái độ như vậy đều là sai lầm, đều là sai lầm. À, quan trọng là làm sao chúng ta trung dung được, chúng ta thấy được rằng nếu mình chấp vào cái Việt Nam mà không chấp nhận con cái của mình nó theo Đức thì là mình sai. Nhưng mà con cái của mình nó chỉ chấp nhận cái Đức mà nó không chấp nhận cái Việt Nam thì cũng sai. Quan trọng ở đây là làm sao chúng ta thấy được rằng bởi vì cái sự thay đổi của thời gian và không gian như vậy, cho nên là một người Việt Nam sống ở Đức thì sẽ có những cái vừa Việt Nam vừa Đức ở trong đó, bởi vì nó là một cái điều tất yếu thôi. À, những cái nghiệp trước đây của chúng ta đã có và những cái nghiệp hiện tại của chúng ta nó đồng phát khởi lên thôi. Nếu chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ nắm được một phần rất là quan trọng về cái căn bản của đời sống hiện tại của chúng ta. Cho nên điều đầu tiên mà Ngài An Thế Cao nhắc đến chúng ta là thế gian vô thường, đừng có chấp vào nó quá, đừng có chấp vào những cái thế gian này, bởi vì nó sẽ thay đổi. Cái đúng của ngày mai sẽ là cái sai của ngày mai, và cái sai của ngày ngày hôm nay có thể là cái đúng của ngày mai. Thế pháp là nó vậy thôi, chỉ có Phật pháp thì miên viễn. À, miên viễn. À, giống như quý vị thấy ngày xưa thì Việt Nam chúng ta cũng theo mẫu hệ, mẫu hệ thì lúc đó có thể cái này không biết không có thể lúc đó là một một vợ hai ba chồng. À, rồi về sau này thì bắt đầu đổi thành phụ hệ thì một chồng hai ba vợ. À, cho nên là bây giờ nói cái nào đúng hay cái nào sai. À, chúng ta mà sống theo cái tư tưởng của Khổng giáo thì nói trời đất ơi, đàn bà gì đâu mà hai ba chồng, nghe thấy ghê quá.
Đó. Nhưng mà cái người mà ví dụ giả sử như người Tây Tạng bây giờ đi chẳng hạn, bây giờ thì chắc họ cũng không còn nữa, nhưng mà trước đây đó, mấy mươi năm trước thôi, cái văn hóa của họ cũng là mẫu nghệ. Đó. Người vợ thì có thể là một người vợ mà cưới hết tất cả anh em trong nhà, đó, cưới hết tất cả anh em trong nhà, thì mình nghĩ trời ơi, vậy rồi sao, rồi con cái rồi sao, lung tung hầm bà lằng trong đất, kỳ. Đó. Còn họ thì họ nhìn mình họ nói ôi sao mấy người này kỳ cục vậy, sao chấp dữ vậy. Đó. Nên tất cả những cái này nó không có, nó không có cái gì là đúng đắn hoàn toàn hay là sai hoàn toàn cả, nó theo cái suy nghĩ của từng cái địa phương, từng cái quốc độ, và nó thành tựu như vậy thôi. Chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận và buông xả. Kế tiếp là quốc độ thì nguyên thủy, nguyên thủy quốc độ. Thì bây giờ bắt đầu ngày đi sâu vô trong cái từng chi tiết. Quốc độ tức là cái nơi mình đang ở gọi là quốc độ, quốc độ hay là cái quả địa cầu này cũng là một cái quốc độ. Quốc độ của chúng ta là quả địa cầu thì nó như thế nào? Quả địa cầu thì nguy, nguy thì ai cũng hiểu rồi phải không? Nguy tức là nó thường hay đe dọa nên gọi là nguy. Và thúy tức là nó mong manh, nó dễ vỡ, dễ bể thì gọi là thúy. Nên nguy thúy nó thường hay đe dọa mình nhưng mà nó cũng rất là dễ tan vỡ. Mà chính trong cái sự tan vỡ đó mà nó đe dọa mình. Giống như là quý vị đang ở trên một cái ngọn cây, mà cái ngọn cây này lúc nào nó cũng bị gãy, cũng dễ có thể lúc nào nó cũng gãy, thì rõ ràng là một cái sự nguy hiểm, một cái sự đe dọa. Chúng ta cũng vậy, đừng nghĩ rằng quả địa cầu này là chắc chắn, đừng nghĩ rằng nó sẽ không tan vỡ. Càng ngày thì quả địa cầu này đang đi dần đến sự hoại diệt. Điều này cũng là một cái điều bình thường thôi. Đức Phật cũng đã dạy tất cả các hiện hữu đều phải trải qua bốn giai đoạn, đó là thành, trụ, hoại và diệt hay là không. Thì chúng ta bây giờ đang ở trong cái giai đoạn là hoại. Thời gian trụ nó đã qua rồi. Nhờ rằng là chúng ta có được những cái tiện nghi, có điện vô tới tận nhà, có nước vô tới tận nhà, có sưởi vô tới tận nhà, có máy lạnh vô tới tận nhà, mà nó hoại một cách màu chóng. Tại vì nó không có còn thiên nhiên như ngày xưa nữa. Cái thời gian trụ thì nó dài hơn, và thời gian hoại nó cũng sẽ dần dần đang tiến dần đến chúng ta. Trong kinh thì Đức Phật cũng nói là khi cái kiếp hoại này nó đến lúc mà nó tận diệt á, đến lúc mà nó tới hồi mà nó tận diệt á, thì chúng ta sẽ có 7 ngày đen tối, 7 tháng thì nó sẽ nóng bức, rồi 7 tháng mưa bão, rồi hiện tượng 7 cái mặt trời xuất hiện, là lúc đó biết rằng AD qua địa cầu. Lúc đó mình vẫy tay xin chào qua địa cầu được rồi. Mà mình cũng chẳng sống được, bởi vì mình đang ở trên ngọn cây, mà ngọn cây nó gãy thì mình cũng gãy theo. Quả địa cầu này tan vỡ thì mình cũng sẽ tan vỡ theo. Mình phải biết như vậy. Mà đó là nói về cái hoại, mà hoại vĩnh cửu. Quý vị có thể nghĩ rằng là bây giờ còn xa lắm, nhưng mà có những cái hoại nó cũng rất gần chúng ta. Núi có thể sụp xuống, biển có thể dâng lên. Việt Nam mình có câu gọi là cái gì đó, biển cả hóa gì, hóa thành nó bể dòng hả, hay cồn dâu, bể dòng nhưng sao tưởng đâu là biển cả hóa cồn dâu chứ, nó bể thành là cũng biển rồi. Biển cả hóa cồn dâu tức là cái biển nó dâng, đất ở dưới biển nó đùng lên, nó thành một cái cồn tức là cái cù lao, giống như cù lao vậy đó, một cái đảo nhỏ đó. Dâu tức là cây trái nó sẽ xanh sôi trên đó. Nên và núi thì nó có thể lở xuống trở thành biển. Nên không có một cái gì mà chắc chắn hết. Trước đây mấy năm thôi,
phải không? Cái vụ tsunami còn in rất là rõ trong đầu của chúng ta. À, một cái đợt sóng thần như vậy thì ụp lên một cái sẽ lôi đi không biết bao nhiêu vật mà chúng ta cũng lấy từ lòng đất ra thôi. À, thì đất đòi lại. À, mà chúng ta lấy lên càng nhiều thì nó ở dưới nó càng rỗng thì nó sẽ càng mau sụp thôi. À, quý vị thấy trước đây 100 năm, 200 năm thì mặt đất tương đối bằng hơn. À, bằng hơn. Thì bây giờ cái gì dưới lòng đất thì chúng ta đã lôi lên hết rồi, nhà lầu 70 tầng, 80 tầng, 90 tầng đó. Từ đâu ra? Thì từ dưới lòng đất ra. Mà lấy dưới lòng đất lên thì ở dưới nó phải phải rỗng, rỗng mà ở trên là nặng quá, dưới rỗng thì nó sụp xuống. À, cái điều đó là một cái điều tất yếu, không thể nào tránh khỏi hết á. À, mà chúng ta thì bây giờ chạy theo những cái nhu cầu đó, xây cho thiệt là nhiều cái nhà lầu cao tầng để trống đó không ai ở hết. À, để làm bureau mướn không ai ở, thì một ngày nào đó đất sẽ sụp xuống đòi lại chúng ta. Chúng ta phải hiểu như vậy. À, mình coi vậy chứ nó lúc nào không ai. Quý vị thấy cái bên kia bây giờ tuyết nó trắng đẹp như vậy. À, nhưng mà ít bữa cái trời ấm ấm chút là tuyết nó tan, là nước nó phủ đầy hết như là một cái hồ lớn thôi. À, cho nên là rồi khi nào nó sụp xuống mình cũng không có hay. À, biết đâu ngày nào là ở Ninh Bẹt nó trồi lên rồi trên đây mấy thầy chìm xuống dưới chìm sâu xuống dưới lòng lòng đất. À, chuyện đó cũng rất là có thể xảy ra ha. Chúng ta phải thường niệm như vậy. Niệm như vậy để làm cái gì? Để biết rằng cái mạng sống của chúng ta rất là mong manh, vô thường, nó có thể đến bất cứ lúc nào. Đừng nghĩ rằng là bây giờ mình 50 tuổi thì mình còn 50 năm nữa, hay là mình 60 tuổi mình còn 40 năm nữa, mình 30 tuổi mình còn 70 năm nữa. Ai cũng nghĩ là mình sống 100 tuổi hết á. À, bữa nào buồn buồn cứ đi ra dạo ngoài nghĩa địa thì biết. À, thiếu gì người là 1 tháng chết, 2 tháng chết, 3 tháng chết. À, 10 tuổi chết, 15 tuổi chết, 30 tuổi chết, 40 tuổi chết. Không có một cái gì xác định chúng ta sẽ sống bao lâu hết. Cái ngày sanh của mình thì không có thay đổi được rồi. À, nhưng mà ngày chết thì chúng ta cũng khó mà xác định được trước. Một may khi mà thở ra không hít vào nữa thì chết rồi. Không có nói gì hết á. Lúc đó là muốn nói gì thêm cũng không có được nữa. Không hít vào nữa là chết. Đơn giản như vậy. À, thì đây là cái điều chúng ta, điều đầu tiên một người hành giả, đệ tử của Đức Phật cần phải luôn luôn nhớ, luôn luôn nghĩ tới, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn thường niệm ngày đêm như vậy. Thấy mặt trời nó đi qua là chúng ta niệm liền sự vô thường đang hiện hữu. Thậm chí là một người mà tu tập thường xuyên thì sẽ thấy ngay cái vô thường ở trong cái hơi thở của mình, một hơi thở ra và một hơi thở vào, thấy cái sự khác biệt trong đó. Đó, nhận biết cái sự khác biệt trong đó đâu có giống nhau. Quý vị hít vào và thở ra đó, là hai cái hơi thở khác hẳn nhau. À, nhưng mà nếu mà mình không lưu tâm, không để ý thì mình thấy như là một thôi, không có gì thay đổi hết. Chúng ta không biết, không không giác tỉnh. À, chúng ta sống với vô minh thì chúng ta thấy nó bình thường, hít thở cái lỗ mũi nó làm việc, cái phổi nó làm việc thôi, đâu có liên quan gì tới tới mình. À, tuy nhiên đây là cái năng lực chủ yếu nhất để cho chúng ta tồn tại. Quý vị có thể nhịn ăn 2 tháng, 3 tháng chưa hẳn là chết. Có thể nhịn uống 10 ngày, 2 tuần, 3 tuần chưa hẳn là chết. Nhưng mà nhịn thở chừng 10 phút làm sao? À, mấy người đây nhịn thở được 10 phút, giơ tay lên thử coi. Có ai nhịn thở nổi 10 phút không? Chắc không có ha. Cái này là mấy người mà thợ lặn mà thiệt cái siêu đẳng á, mới được hình như là 7-8 phút gì, không biết bây giờ cái Guinness record là bao nhiêu, là bao nhiêu phút không biết. À, cho nên là không có phải là cái điều mà để chúng ta không nhận biết. Hơi thở là cái điều vô cùng quan trọng đối với đời sống của chúng ta.
Và nếu chúng ta nhận biết được điều này thì chúng ta sẽ nhận biết được sự vô thường, thấy được vô thường trong đó. Rồi tư tưởng của chúng ta, hành động của chúng ta, sở thích của chúng ta, tất cả đều là hình ảnh của vô thường. Một cơn gió thoảng qua cũng là vô thường. Một chiếc lá từ ở dưới đâm chồi lên cũng là vô thường, chứ không phải đợi nó rụng xuống mới là vô thường. Cái điều mà chúng ta thường bị vấp phải là mình nghĩ là cái gì nó biểu hiện cái sự chết mới là vô thường. Nhưng mà chữ vô thường đây nói lên cái ý nghĩa rằng sự thay đổi, bất cứ sự thay đổi nào cũng là hình ảnh của vô thường. Qua đó chúng ta nhận biết. Có thể nói rằng nếu quý vị mà chịu khó đọc ở trong cái Trưởng Lão Tăng Kệ và Trưởng Lão Ni Kệ thì quý vị sẽ thấy rằng là trong đó chúng đệ tử của Đức Phật có thể hầu như là 60-70%, hơn nữa 70-80% đều do ngộ nơi cái vô thường này mà đắc được thánh quả. Ái nhiễm, bất tịnh, vân vân, thì chỉ có một vài vị thôi đắc thánh quả từ nơi đó. Nhưng mà phần đông là do nơi thấy được vô thường, ngộ được vô thường mà đắc thánh quả. Vì vậy đây là cái điều quan trọng ở đây. Và cái điều mà được đề ra đầu tiên là thật sự một người Phật tử cần phải thấy cái này. Mà mình thấy cái này mình mới chịu tu. Nếu mà không thấy vô thường thì không chịu tu. Mình cứ còn nhẫn nhơ ra, mình nghĩ thôi bây giờ mình còn khỏe ráng kiếm tiền để dành đó, mai mốt mình yếu chút rồi già chút rồi hả tu. Bây giờ già rồi tu nói gì nữa, đầu óc không có tập trung được, làm sao mà tu. Niệm, giữ một con niệm cho nó được kiên định ở trong tâm thức, không có giữ được làm sao mà tu. Rồi cái đó là nói về cái phần chánh yếu. Rồi cái phần phụ của mình, phần phụ tức là thân thể của mình, muốn kinh hành đi 3 bước thì nó nhức chân, lạy Phật lạy 10 lạy thì nó đau đầu gối, chóng mặt, ngồi thiền ngồi được 5-10 phút thì nó đau lưng, nó tê chân. Rồi giờ làm gì được đâu, bây giờ gì cũng không được hết, làm sao mà tu. Cho nên một vị mà muốn thật sự trở thành người Phật tử đúng nghĩa thì cần phải nhân lúc mình mạnh khỏe, nhân lúc mà tinh thần mình sáng suốt, mình tu tập. Thì đó là cái điều đúng đắn ở đây. Và vì vậy nên hiểu được vô thường, nắm bắt được vô thường thì chúng ta mới có thể tu tập, hay là mới phát tâm tu tập. Bằng không chúng ta sẽ ỷ lại, chúng ta không có tu tập. Và tu tập như thế nào? Nói tu tập nhiều khi quý vị nói bây giờ tu tập là đem kinh ra tụng hả, hay là phải làm sao. Thật sự thì ở đây ngài cũng dạy rất là rõ. Thứ nhất là phải biết rằng tứ đại khổ không. Tứ đại tức là đất, nước, gió và lửa. Cái thân của chúng ta nói về cái sắc tướng, tức là nói về cái hình hài của mình đang ở đây nè, là tứ đại đó. Thì gồm có đất, nước, gió, lửa. Đất là những cái gì nó thuộc về phần cứng, thô cứng, như là xương quý vị, như là thịt quý vị, như là da, như là tóc. Những cái đó thuộc về đất. Nước như là máu, như là mủ, như là những cái tinh dịch ở trong người, thì gọi là nước. Gió tức là hơi thở của mình, hoặc là thậm chí là những cái khí lực. Người Trung Hoa thì người ta luyện khí công rồi đó, những cái đó thì cũng thuộc về về gió. Và lửa tức là hơi ấm trong người. Thì đất, nước, gió, lửa, đây là 4 cái đại nó tạo ra cái thân thể chúng ta. Nếu mà đi sâu nữa thì nó có đôi khi là người ta chia 5 đại, tức là thêm thức nữa, thức đại nữa. Rồi còn sâu nữa thì còn chia nhiều chi tiết nữa. Bây giờ không nói thì nó lại đi xa cái kinh ở trong đây. Bây giờ nói tứ đại thôi.
Thì trong tứ đại này, quý vị biết rồi, một đại mà nó không có làm việc nữa thì là mệt rồi. À, bữa nào mà cái hỏa đại của quý vị nó yếu yếu xuống một cái thì sao? Người rung cầm cập, à, người nó rung lên, à, rung lên. À, mà khi mà người nó rung lên thì sao? À, tay chân bắt đầu nhức nhức nhối, à, máu nó đông lại, nó chạy chậm lại, à, cảm thấy chóng mặt, choáng váng. À, cho nên là à, rồi hơi thở nó ngột ngạt, nó khó chịu. À, thì nó là nó mới nói một cái thôi. Rồi bây giờ nó không hạ thấp, bây giờ nó tăng lên. À, thay vì nó xuống, bây giờ nó lên. À, tức là chừng đó thì mình bị sốt. À, sốt thì biết rồi ha. Sốt thì tay chân nặng nề, à, không có muốn nhấc lên nổi. Hơi thở thì dồn dập. À, bởi vì lửa cháy mạnh thì bắt đầu gió nó phải thổi thôi. À, máu thì nó cũng sôi ùng ục trong người, sôi sục lên, làm người rất bức rất khó chịu. Đó là nói một cái đại đó. À, rồi những cái đại kia cũng vậy. À, thì bốn cái anh này ảnh cứ luân phiên nhau như vậy, ảnh làm khổ mình. Mà không có nó thì mình cũng không có tồn tại được, mà có nó, à, nó cũng hoành hành mình. Cho nên ngài nói ở đây bốn cái này thì bản chất của nó chỉ là mang đến khổ cho mình thôi, thì không có làm cái gì hết á. Và bản chất của nó cũng nói đúng ra thì cũng không có thật nữa. Cái thân thể của chúng ta đây nó không có thật, nó do bốn cái đại này hợp lại mà gọi là thân thể thôi, chứ không có phải là nó thật có. Bởi vì nếu nó thật có thì làm sao nó lớn được. Khi Đức Phật nói cái gì thật á, tức là nó không có thay đổi nữa, nó không có bị biến hóa mới gọi là thật. Giống như là vàng 24 carat thì gọi là vàng làm thật, phải không? Bởi vì nó không có biến hóa nữa, à, nó không có xịn màu xuống, nó không có bị oxy đia rồi nó vân vân, à, thì gọi là thật. Còn ví dụ vàng 14 thì sao? Lâu ngày nó cũng bị à, xuống màu, à, phải không? Bởi vì nó không có phải thật 100%. À, thì cũng giống như vậy đó. Nếu mà thân thể của chúng ta là thật thì nó sẽ không lớn nữa, nó cứ y như vậy hoài, mà nó cũng không già đi, nó cũng không chết, khi đó mới gọi là thật. Nhưng mà đây nó không có thật. Cho nên khi sanh ra thì chúng ta có thể là 3 kg, 4 kg gì đó, dần dần lớn lên thì được 40-50 kg gì đó, rồi cái từ từ teo lại còn lại là 30-40 kg gì đó, rồi cuối cùng khi nằm duỗi ra đó chết thì còn trở lại chắc 30-30 kg đối với người Việt mình ha, hay là người nào khỏe béo khỏe lắm thì 40-50 kg. Cho nên là nó không có thật, thân thể chúng ta không có thật, thân tứ đại này không có thật. Mặc dù là mình thấy rõ ràng là mình, phải không? Có ai mình nhìn vào thân thể của mình nó không phải mình không? Có ai như vậy không? Nếu mà được như vậy là ok rồi đó, đang đi trên con đường rất là tốt rồi ha, thấy thân thể mình không còn là mình nữa là tốt rồi. À, có thể quý vị nào mà tu tập thiền định thì trong cái lúc mà vào sâu trong định thì có thể thấy được rằng là thân thể mình nó tan biến mất. À, thì lúc đó chỉ cảm nhận không đại thôi chứ không có còn thấy đất nước gió nữa, không thấy đất nước lửa nữa, mà chỉ thấy được cái không thôi. Đó. Thì cũng có thể, nhưng mà khi là xả thiền ra rồi cái thấy mình còn là y nguyên. À, lúc đó thấy lại là cũng là mình thôi, là cũng chấp là mình. À, mà thấy là cái cảm giác lúc mà ngồi thiền đó là một cảm giác đặc biệt chút vậy thôi, do kết quả của thiền. Đó. Chứ không có nghĩ rằng là cái đó nhiều khi nó thật hơn là cái mà đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ ham muốn này của mình. Hoàn toàn chúng ta không có nhận biết được như vậy. Điều mà chúng ta cần phải nhận biết là không thật, thân mình không thật. Cứ cố gắng niệm như vậy, quý vị có thể hỏi rằng là nó có lợi ích gì nếu chúng ta niệm như vậy? Chúng ta có giả dối không?
chúng ta có đánh lừa mình không, tự đánh lừa mình không? À, điều này thì không ai trả lời được hết. Chỉ có niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật trả lời thôi. Nếu chúng ta tin Đức Phật thì chúng ta biết rằng chúng ta không có dối, tự dối mình. Bởi vì Đức Phật đã dạy như vậy. Đức Phật là một bậc giác ngộ, một người đã đi trên con đường này, đã chứng ngộ được điều đó và đã nói lại cho chúng ta. Mặc dầu bây giờ chúng ta chưa có nhận biết được, nhưng vì chúng ta tin chắc Đức Phật không có nói sai, nên chúng ta cứ niệm như vậy, để dần dần qua cái niệm này chúng ta sẽ nhận biết nó. Chỉ có một cách đó thôi. Chứ quý vị đừng có cố gắng chứng minh gì hết đó. Vì chứng minh nó cũng không có, không có thể nào chứng minh được. Những cái con người trên thế gian này không ai muốn cho chúng ta thấy được điều này cả. À, nếu mà mấy cái người mà bán sambo cho quý vị gội đầu á, mà biết rằng là quý vị nghĩ là cái đầu tóc của quý vị là địa đại, à, thì nó cũng giống như đất thôi. À, có đất trên đó hay là không có đất trên đó nó cũng y như nhau thôi. À, rồi mình không gội đầu nữa thì sao? Họ có buồn không? Chắc là buồn ha, mất công việc. Nên họ đâu có muốn là quý vị nhận biết là tóc quý vị là địa đại đâu. À, rồi những người mà tôi bán xà bông tắm cũng vậy thôi. À, da thịt của mình là địa đại, nó bám thêm chút đất hay là bớt chút đất cũng đâu có sao. Thì rồi làm sao mà người ta bán xà bông đây? À, nước uống vân vân, tất cả những cái đó để nuôi cơ thể mình. À, mà mình đều quán chiếu như vậy hết thì thế gian, bởi vậy cho nên thế gian họ không có muốn, không có muốn cho chúng ta nhận biết rằng tứ đại của chúng ta không thật có. Tứ đại chúng ta chỉ mang đến khổ đau thôi. À, tóc càng dài thì sao? À, phải càng gọi nhiều, phải không? À, gọi nhiều, gọi xong rồi còn phải xăm xe nữa. Nhiều khi uống bữa nay giận ra, ngày mai giận vô. À, rồi hết giận rồi vuốt thẳng, hết vuốt thẳng rồi thì gì đánh rối. À, đủ thứ kiểu nữa thôi. Mà như vậy thì toàn là tìm nguyên khổ đâu. Ừ? À, bữa nào mà lỡ mà đi vô trong tiệm mà họ để lâu một chút, hay là họ bỏ nhiều cái bè oxit, biết bè oxit tiếng Việt kêu bằng gì, chất gì? Hydroxy oxide đó. Tiếng Việt kêu bằng gì? Dạ, không phải amoniac khác. Amoniac thì nó cũng làm công, nhưng mà cái này thì cái tóc mình trắng bệch rồi đó. Mấy người mà đi làm tóc, nó nhuộm tóc á. Tóc nó trắng hơn là mình muốn hay gì đó. Nó bạc hơn mình muốn hay gì đó, lúc đó lại dễ đánh đập nó lên. La làng lên. Nên tất cả những cái này là khổ hết. Tứ đại là nó, họ bám víu là nó mang đến chúng ta khổ. Người béo thì muốn gầy, người gầy thì muốn mập, à, thấp thì muốn cao, à, liệu nghịu thì muốn thấp xuống một chút. Cho nên là hoàn toàn nó đều mang đến khổ đau ấy. À, còn nếu chúng ta chấp nhận à, đây là tứ đại thôi, đất nước gió lửa chẳng có gì, nó nếu mà mình bám víu vào đó nó sẽ mang đến khổ đau cho mình. À, nó không đâu có thật có đâu. Bữa nay nó hồi mới sinh ra nó có đâu có 60 cm hả? À, bây giờ nó 1.5 là tốt lắm rồi. Đừng có đòi như thành 6, 7 chẳng hạn. À, tất cả những cái đó nó không có quan trọng. Đây là cái điều chúng ta phải thường niệm. Niệm như vậy để chúng ta lìa bỏ những cái sự chấp chặt vào cái hình thức, hình tướng của chúng ta. À, về thân tướng của chúng ta, những cái chiều chuộng của thân, chúng ta bỏ bớt nó đi. Chứ bằng không chúng ta sẽ chạy theo nó. Giống như là quý vị ở nhà hàng ngày thì có thể là giờ nói người Đức đi. Người Đức hàng ngày thì họ ăn một ngày 3 bữa, ăn sáng, ăn trưa, rồi ăn tối. Buổi trưa gọi là chạng vạng chiều thì còn thêm cà phê bánh ngọt. À, rồi thậm chí là có những gia đình mà cuối tuần thì buổi tối, sau khi ăn tối xong rồi tối một chút nữa thì uống rượu, ăn bánh, ăn này nọ, vân vân. Nên ngày là 5-6 bữa, 6-7 bữa chiều chuộng cho cái cơ thể. À, còn bữa nay thì quý vị sao? Thu ba con trai bị bắt buộc bị bắt buộc không được ăn chiều chẳng hạn. À, bởi vì mình tập không có chiều chuộng
cái thân, thì chắc chắn là một điều là quý vị sẽ cảm thấy đói bụng, buổi chiều sẽ cảm thấy đói bụng. Nhưng mà thầy khuyên là đừng có thấy nó đói bụng một cái là nhào vô tìm cái gì uống vô cho nó no đi, mà tập nhìn nó một chút đi, cho nó khoảng chừng 5 phút 6 phút mình cứ nhìn nó, nhìn nó có cái đói này do đâu mà nó sinh ra, do vì cơ thể mình nó đòi hỏi, thì cơ thể nó là cái gì, nó như thế nào, rồi sau đó thì chắc chắn thì vì thói quen thôi, nhu cầu thì quý vị cũng nên uống một cái gì đó, dưới có bột có gì đó thì khuấy uống để cho nó cái bụng nó ổn ổn để mà tu tiếp, chứ bằng không vô ngồi mà cứ Nam Mô A Di Đà Phật mà cứ hồi cái Nam Mô A Di Đà bụng chẳng hạn, cái này không có được ha. Hay là bao tử kêu rột rột, thay vì cái miệng niệm thì miệng niệm nghe nhỏ mà cái bụng nó ọt ọt nghe lớn hơn cái miệng thì không, cũng không có cần thiết. Dĩ nhiên là vì chúng ta thọ giới, chúng ta cố gắng sống đời sống như một vị tu sĩ trong 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta cầm giữ cái giới như vậy. Nhưng mà vì quý vị không có quen, cơ thể nó chưa có thích nghi được, và chẳng những cơ thể chưa thích nghi mà tâm trí của mình chưa có làm chủ được, cho nên cũng cần phải có một chút nước gì đó vào để nó giữ cho yên. Nhưng mà trước khi làm việc đó thì chúng ta nên chiêm nghiệm một chút để nhận biết về cái tứ đại của chúng ta cho nó rõ ràng. Kế tiếp là ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm là gì? Hồi nãy chúng ta đã nghe về tứ đại rồi thì nó một phần ở trong đây. Ngũ ấm tức là năm cái thứ mà nó che đậy. Ấm thì ấm đây có nghĩa là che đậy. Cũng còn có tên khác gọi là ngũ uẩn, uẩn là chứa nhóm, ấm là che đậy. Nó che đậy cái gì? Nó che đậy cái trí giác của mình. Mà năm cái gì? Đó là sắc, tức là hình hài của mình, thân tướng của mình, và thân tướng bên ngoài nữa ha, thì cái này sẽ nói thêm. Rồi thọ, thọ tức là cảm giác của mình, cảm nhận của mình. Tưởng tức là sự gọi là cái gì, tưởng tức là những cái mà mình hiểu biết sai lầm, nhận thức sai lầm thì gọi là tưởng. Tiếng Việt mình ưa nó có câu gọi là tưởng tượng đó, tưởng tượng thấy sợi dây mà tưởng lầm là con rắn, đó là tưởng. Và hành tức là chủ tâm của mình, mình có những cái chủ tâm gì, cái mục đích gì, thì nó cũng làm mê mờ mình. Và cuối cùng là thức là nhận biết của mình. Đó là năm cái nhóm: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tiếng Phạn thì gọi là kanda, tiếng Hoa thì dịch là ấm hoặc là uẩn, tức là chứa nhóm hoặc là che đậy. Thì về sắc uẩn, sắc uẩn như hồi nãy đã trình bày về tứ đại, đó là trình bày một cách ngắn gọn. Còn nếu mà nói cho đủ về sắc uẩn thì phải nói đến tất cả những cái hình tướng, cái gì mà chúng ta dùng mắt mà có thể nhận biết đều được xem là sắc uẩn hết. Sắc uẩn hết thì trong sắc uẩn nó có hai phần: một phần là cái hình thái và một phần là màu sắc. Giống như là cái lá này chẳng hạn, cái lá này thì nó có một cái hình thái như vậy, như hình cái lá, và nó có cái màu lục, màu xanh lá cây. Nếu mà cái lá này nó hoàn toàn không có một cái màu sắc gì hết thì chúng ta sẽ thấy được nó không? Mình sẽ không thấy. Nếu nó không có một cái màu sắc gì hết thì không thấy, bởi vì nó lúc đó nó sẽ đồng với lại không khí, bởi vì màu sắc của nó lúc bây giờ sẽ đồng với không khí. Giống như là có cái phim gì đó, cái phim gì, phim gì mà uống thuốc gì vô, hay chích thuốc gì vô biến mất cái tàn hình, khoa học giả tưởng gì nè, không nhớ, không biết ha. Đại khái hồi đi trên máy bay thì nó chiếu đó, thì cũng giống như vậy.
ai muốn tàng hình là lấy hết màu sắc của mình ra thôi, chứ không cần lấy cái hình tướng của mình, chỉ cần lấy cái màu ra là mình tàng hình liền à. Cho nên trong quân đội đó, quý vị thấy họ để họ ngụy trang thì sao, vào trong trong rừng thì họ mặc những cái đồ giống như lá cây, tức là cái màu sắc hai cái màu nó tiệp lại với nhau đó, để nó đánh lừa, đánh lừa, cho nên gọi là che đậy, phải không? Khi mà hai cái màu sắc nó tiệp lại với nhau thì nó bị che đậy mất cái đó đi, nên gọi là uẩn là vậy đó. Và thân của chúng ta đó, Đức Phật dạy như vậy trong kinh Tứ Niệm Xứ. Đức Phật dạy là chúng ta cần phải niệm thân trên thân, và niệm nội thân trên thân, và niệm ngoại thân trên thân. Cái gì là nội thân và cái gì là ngoại thân? Nhìn một cách gọi là hẹp á, thì nội thân chính là những cái bên trong của mình, nào là mỡ mỏng, mỡ dày, xương, tủy, gân, gan, ruột, phèo, phổi, nước dãi, đờm, nước mắt, nước mũi, cái gì đó trong mắt, rồi nước tiểu, phân, vân vân, thì cái đó gọi là nội thân của mình. Còn ngoại thân tức là cái da và tóc lông bên ngoài, gọi là ngoại thân. Cái đó là nhìn một cách hẹp. Và nhìn rộng hơn một chút thì nội thân chính là cái mà chúng ta chấp là thân đây. Và cái ngoại thân tức là những là vũ trụ chung quanh chúng ta, là ngoại thân. Đó là cái thân ngoài của mình, và đây là cái thân trong của mình. Vậy thôi đó. Và tất cả những cái này được thuộc về sắc, sắc uẩn. Thì nó vì nó che đậy, chúng ta không nhận biết, mình không nhận biết cái thân của mình là nó bao trùm hết như vậy, nên mình chỉ chấp cái mà dưới cái da này là mình thôi. Nên trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy là chẳng những phải quán nội thân trên thân mà phải quán ngoại thân trên thân, để chúng ta từ đó mà có một cái cảm nhận thật sự đối với vũ trụ, đối với tất cả các pháp, và nhận biết được rằng thân của chúng ta không thật sự là chỉ là mấy chục ký này thôi. Đó là về sắc uẩn. Và nếu nhìn như vậy thì quý vị thấy nó hoàn toàn không có một cái ngã nào cả, cái ngã nào để gọi là ta cả. Bởi vì sao? Bông hoa cây lá đâu nó cũng đều là ngoại thân của mình. Rồi ruột gan trèo phổi này nó cũng là ngoại thân, là nội thân của mình. Vậy thì lấy cái gì nếu không có cái tha, có nghĩa là không có cái khác, thì cái ngã nó sẽ không được thành lập. Bởi vì cái ngã nó chỉ được thành lập khi nó có cái tha, có nghĩa là có cái khác. Giống như là sao? Bây giờ vợ được thành lập thì khi có chồng, phải không? Một người phụ nữ mà không có chồng có thể kêu là vợ được không? Không ai kêu người đó là vợ hết á. Hay là người đàn ông mà sở dĩ được gọi là chồng vì có vợ thì gọi là chồng, nếu không có vợ thì không gọi là chồng được. Cũng giống như vậy đó. Nên khi chúng ta nhận biết hay là lìa bỏ được những cái hiểu biết sai lầm về những cái gọi là khác mình đó, về hình thức, về trước, hình tướng trước đi, thì chúng ta sẽ lìa được cái chấp ngã về sắc. Vì sao? Giống như bây giờ chúng ta nói đây là cái lá, mà khi chúng ta nói rằng đấy là cái lá thì nó phải có phân biệt giữa cái lá và cái bông, cái hoa, nên gọi là cái lá. Hay là phân biệt giữa cái lá với cái thân cây, rồi giữa cái lá với lại cái rễ, vân vân. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng đây là cái nội thân của lá và đây những cái khác là ngoại thân của lá, thì nó cũng chỉ là lá thôi. Dầu là bông, là rễ, là cái gì, nó cũng là lá thôi. Nên ngoài lá không còn cái gì khác, chỉ có lá thôi. Mà nếu chỉ có lá thôi thì cũng cái lá này nó cũng không có được thành lập nữa. Bởi vì nó là lá, vì nó phân biệt với bông, với cây, với lại rễ, với gốc, vân vân.
Nhưng mà nếu chỉ là lá thì cái lá này nó không thành lập, không cần thiết phải có cái tên là lá nữa, mà cũng không cần có một khái niệm là lá nữa. Tất cả những cái đó đều tan biến hết. Cũng giống như vậy, khi chúng ta nhận biết được tất cả các pháp đều là thân của mình hết, thì tự động cái mình, cái gọi là thân của mình, thật sự nó tan biến vì nó không được thành lập. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy ở đây. Thứ hai, thọ. Thọ thì trong tứ niệm xứ Đức Phật dạy, chúng ta phải niệm thọ gồm có lạc thọ, khổ thọ và không khổ không lạc thọ, tức là ba cái loại thọ như vậy. Vui tức là lạc những cái cảm giác vui. Khổ, khổ thì khỏi cần nói, nó cũng giống tiếng Việt rồi, là khổ. Và không khổ không vui, không khổ không vui, giống như quý vị đứng nhìn ra bầu trời thấy nó bình thường như vậy, thì nó không có một cái cảm giác nào mà vui xuất hiện, mà cũng không cảm giác khổ nào xuất hiện, thì gọi là không khổ không vui. Thì trong kinh Tương Ưng đó, trong kinh Tương Ưng có một vị Bà La Môn đến thưa với Đức Phật như vậy. Ngài hỏi rằng là bạch Đức Thế Tôn, khi mà chúng ta đau khổ hay là khi mà chúng ta cảm thọ một cái gì đó, thì cái cảm thọ này có phải do người khác mang đến không? Đức Phật nói này không phải như thế. Vậy thì Bà La Môn mới hỏi rằng nếu vậy thì có phải là cảm thọ này do tự mình mang đến không? Đức Phật nói rằng là cũng không phải như thế. Rồi vị Bà La Môn nói rằng là hỏi trở lại đó, nếu vậy thì cảm thọ này là vừa của người khác mang đến, vừa của tự mình sanh ra. Đức Phật nói cũng không phải như thế. Vị Bà La Môn nói vậy, lại hỏi là như vậy thì cảm thọ thật sự không có phải không? Đức Phật nói cũng không phải như thế. Là Đức Phật giải thích nói này Bà La Môn, ngươi đừng có sai lầm. Đức Phật không có dạy những điều sai lầm như vậy, mà Đức Phật chỉ dạy trung đạo. Tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh. Cái đó, câu này rất là quan trọng. Cảm thọ của chúng ta không thật, không thật có nha, chứ không phải là không có. Quý vị đừng có hiểu lầm. Cảm thọ của chúng ta không thật có, mà không phải do người khác mang đến, không phải tự mình làm ra, mà cũng không phải cả hai cộng tác nhau mà làm nữa, mà do tất cả những cái duyên nó khởi lên. Đừng có chấp. Những người mà chỉ chấp là do người khác mang đến thì thường trách mình khổ, mà trách đủ thứ người hết. Ông A và B và C làm cho tôi khổ. Còn nếu mà mình thấy rằng tại vì tôi ngu ngốc nên tôi khổ, tôi thế này thế nọ nên tôi khổ, thì sanh ra tự ti. Cả hai đều sai lầm. Mà nếu nói rằng cả hai cộng tác nhau làm khổ thì chuyện này lại càng vô lý nữa. Cho nên mà nói rằng khổ rồi cái mình nói thôi vậy thì thôi khổ không có thật thì cũng không có đúng. Tất cả những cảm thọ của chúng ta đều do nhiều cái yếu tố nó tạo thành. Chúng ta phải thấy rõ những cái sự gọi là sanh diệt của cảm thọ như thế nào, thấy rõ những cái yếu tố trong đó như thế nào, để chúng ta hiểu rõ được cảm thọ này không thật có, nó chỉ là duyên sanh thôi. Khi mà có một cái cảm giác về khổ đau xuất hiện trong tâm thức của mình chẳng hạn, thì chúng ta đừng có vội nói rằng là đây là khổ đau. Khổ đau này nó làm cho mình khó chịu, bức rứt chẳng hạn, mà do là ông A mang đến cho tôi khổ đau này, bà B mang đến khổ đau này. Và chúng ta chỉ cần nhận biết, ồ, đây có một cảm thọ thuộc về khổ. Cảm thọ này thuộc về khổ. Nhưng mà mình không phải là người thọ nhận cái cảm thọ này. Không phải là mình. Mà vì không phải là mình nên không có một người nào tạo ra cả. Và cảm thọ này từ đâu
sanh ra, do những nhân gì, duyên gì. Và từ đó chúng ta có thể nhận biết được rằng cảm thọ không có một cái ngã cố định. Bởi vì nếu có một ngã cố định thì trước đó phải có cái cảm thọ này, và cảm thọ này nó sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nhưng mà nó đến rồi nó đi, nó thay cho cảm thọ khác. Cứ như vậy nó vận chuyển ở trong, bên trong cái gọi là tâm thức của chúng ta, tạm gọi như vậy. Rồi nếu mà mình vô minh thì mình lúc đó mình sẽ chấp cái khổ đó là mình. Thấy không? Quý vị cảm giác một cái khổ, cái bắt đầu mình thấy nguyên một cái khối từ đầu tới chân mình là khổ hết trơn vậy đó. Tôi khổ quá. Mấy đứa con của tôi nó làm cho tôi khổ quá. Phải không? Rõ ràng là bây giờ mình đi vào cái chỗ mà Đức Phật nói là đừng, này Bà La Môn đừng có nói như vậy. Mình nói ra là mấy đứa con của tôi nó làm, là nó mang đến mang đến cái khổ cho mình. Điều này Đức Phật đã nói đừng có nghĩ như vậy. Khổ này không phải con mình mang đến, mà cũng không phải tự mình sanh ra, mà cũng không phải hai người cộng tác nhau để mà làm nữa, mà vì duyên hợp, có những cái nhân duyên trong đó nó tạo ra như vậy. Chúng ta cần phải nhìn thấy những duyên thì tự động nó tan biến ra, vì biết rằng nó không thật có. Rồi chẳng những đối với khổ mà đối với lạc thọ cũng vậy. Chứ đừng có nghĩ rằng lạc thọ rồi chúng ta cứ tha hồ mà hưởng, vui quá rồi thôi cứ tưởng theo nó. Cũng không có phải. Khi mà có một cảm giác vui sướng xuất hiện thì chúng ta cũng phải thấy được cái duyên khởi trong đó. Những cái nhân nào đã làm cho cái cảm thọ như vậy xuất hiện. Thật sự cái cảm thọ này nó không có thật có. Và cái điều lợi ích khi chúng ta hiểu được điều này là khi nó trôi qua, chúng ta sẽ không có liếu tiếc, không có bám víu, không có đòi nó phải tồn tại dài lâu. Bởi vì khuynh hướng của chúng ta là khi mà có một cái khổ thọ xuất hiện thì chúng ta sẽ xua đuổi nó đi, tìm cách xua đuổi nó. Và khi có một lạc thọ xuất hiện thì chúng ta tìm cách mà níu giữ nó. Mà hai cái này thì là hai cái tâm căn bản của vô minh rồi, tức là tham và sân. Đuổi đi tức là sân, mà níu kéo tức là tham. Rồi khi mà có cái tâm không vui, không khổ xuất hiện á, cái thọ như vậy á, thì chúng ta thường là không nhận biết. Chúng ta cứ đứng trơ trơ nhìn ra bầu trời một cách mất hồn vậy đó, không có biết cái chuyện gì xảy ra. Giống như mấy người mà thất tình chẳng hạn, họ đứng mà cứ nhìn ra ngoài như vậy một cái, gọi là cái lúc đó là cái đầu họ bị si, trạng thái của si, hoàn toàn không có nhận biết một cái cảm thọ nào cả. Rồi cho đến khi mà cái khổ tự động nó ập tới lại thì lúc đó họ mới giật mình, hay là cái tự dưng họ nhớ cái gì đó, họ cười tủm tủm đó, thì giật mình trở lại. Thì cái đó là những cái trạng thái. Cho nên thọ là nếu chúng ta không có nhận rõ thì chúng ta sẽ bị nó che đậy, chúng ta sẽ không thấy được cái bản chất thật của nó là vô ngã, và chúng ta sẽ bị nó lôi kéo. Cho nên ở đây Ngài cũng nói rằng đó là chúng ta phải cần niệm là vô ngã. Rồi tướng, tướng thì càng dễ hiểu hơn nữa. Chắc chắn tưởng là không thật rồi. Có cái nào tưởng nào thật không? Mình thấy trời bên ngoài, mình ngồi trong nhà, mình nghe đập, mình tưởng đâu là trời mưa. Ai giờ đi ra thì thấy ai đang tưới cây đó, rồi cái nước nó nhiễu lên trên mái nhà của mình. Thì là rõ ràng là không thật rồi. Tất cả những cái tưởng, không có cái tưởng nào là thật hết á. Nhưng mà chúng ta luôn luôn bị những cái tưởng này nó đe dọa. Ban đêm mà ở nhà vắng vẻ một mình, tự dưng tiếng gió xào xạc, cái bắt đầu đủ thứ cái tưởng hiện lên. Tưởng đâu là bóng ma nó đang đi, nó lê cái dây xích của nó đi xào xạc ở dọc hành lang chẳng hạn. Hay là tưởng đâu là ai đó đang đi rà cái tay mình dọc theo hành lang. Hoặc là một cái gì rất cái đùng xuống, cái mình tưởng đó là
cái thay chớp trên 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 nóc nhà rớt xuống, hoặc đi mình đang đi đi, đi, đi vấp cái dây một cái mình tưởng là con rắn la làng nữa. Tất cả những cái này là tưởng thì hoàn toàn không thật hết rồi. Cái điều này là cái điều mà chúng ta dễ, đúng ra là dễ dễ hiểu nhất nhưng mà khó bỏ nhất. Khó bỏ nhất vì nó là một cái sản phẩm rất là đáng yêu của chúng ta. Mình hở tưởng cái gì rồi là mình không có muốn bỏ nó, thật sự như vậy. Giả sử như mấy bà mà tưởng mấy ông chồng của mình đi ngoại tình đi, xong rồi ổng về nói là không, anh đâu có đi ngoại tình đâu, mình cũng không có muốn bỏ. mình muốn giữ cái đó, mình tìm đủ mọi cách để chứng minh được là nó phải như vậy thôi. Hoặc là ngược lại cũng vậy hả, mấy ông tưởng mấy bà đi ngoại tình cũng là nó kỳ như vậy đó. Đơn giản một cái là mình chỉ cần đem cái đèn tới mình soi thôi, vắt sợi dây mình đem đèn ra mình soi, mình biết rằng ồ đây là sợi dây chứ không phải con rắn, là xong chuyện thôi. Cho nên khi mà một cái tưởng nào xuất hiện trong tâm thức của chúng ta thì chúng ta liền dùng cái trí tuệ của mình để mình soi xét nó. Những cái tưởng này đều là giả tạo. Vì nghe những cái âm thanh như vậy, vì thấy những cái hình sắc như vậy, vì có những cái hiện tượng như vậy, rồi chúng ta tưởng thế này hay tưởng thế nọ. Tất cả những cái này hoàn toàn không thật có, không có một cái ngã nào cố định đó. Không phải nó luôn luôn nhất thiết là như vậy. Chứ để hôm sau, ngày hôm sau cái mình cũng ngồi trong nhà nghe lập đập rồi đó. Ôi, chắc là ai ta đang tưới cây. Ai già trời mưa mình đang phơi một đống quần áo ở ngoài gần khô rồi. Tới chừng giật mình chạy ra ướt hết. Tưởng đó. Chúng ta thấy nên cả hai cái đều có thể sai lầm hết đó. Đừng có chấp chặt vào nó. Khi chúng ta hiểu biết được như vậy thì chúng ta sẽ có những cái nhìn thấu đáo và chín chắn trong đó. Đó nói về tưởng. Rồi hành. Hành tức là cái mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta. Thì cái này nó cũng là một cái vô ngã. Nó cũng là một cái hiện tượng vô ngã. Chẳng những nó vô ngã mà nó lại còn gọi là vô ký nữa. Vô ký tức là nó không ác không thiện. Nó tùy. Mục đích của mình mà xuất ly, thuộc về xuất ly thì nó là thiện. Mục đích của mình thuộc về bám chấp thế gian thì nó là ác. Nhưng mà cả hai cái nó đều có thể làm cho mình bị mê mờ hết. Làm cho mình bị mê mờ nếu mà mình không có giác quán. Có những vị nghĩ rằng là bây giờ tôi muốn thành tựu quả vị Phật đi chẳng hạn. Đấy là mục đích rất là tốt. Rồi mình cứ cắm đầu cắm cổ trong đó mình chạy theo cái mục đích này mà không có quán chiếu, không có biết cái gì hết á. Mình cứ đụng cái gì mình cũng đem ra mình hành trì rồi mình làm đủ thứ hết á. Rốt cuộc hồi nó đi xéo bên nào mình không hay, đi xéo bên nào mình không hay, nó sai, nó lệch đi, hay nói một cách theo từ chuyên môn là nó tà đi. Nó tà còn đỡ, nhiều khi nó quay 180 độ lúc nào trong đó mình cũng không biết nữa. Nó thành ra ác pháp lúc nào mình không biết. Cho nên ngay cả cái mục đích mà cao thượng đó, nếu chúng ta không giác quán, chúng ta không có tỉnh giác thì nó cũng sẽ có thể dẫn chúng ta đi sai lầm. Chúng ta cần phải hiểu rõ mục đích như vậy, mục đích mà thành Phật này nó cũng không có thật có. Nó cũng chỉ là một cái duyên hợp thôi. Vì có chúng sanh đang chịu khổ đau, đang bị vô minh che lấp, nên chúng ta mới phát cái tâm cầu thành Phật. Nếu mà tất cả chúng sanh là Phật hết rồi mà mình thì cũng không khổ đau nữa, mình cũng ấy rồi thì thành Phật làm gì? Đâu cần thành Phật làm gì nữa. Cho nên chúng ta cần phải luôn luôn tỉnh giác đối với những cái mục đích. Đó là nói về thiện đó. Chứ còn một mục đích ác thì lại càng, nó càng che đậy nhiều nữa. Trong lịch sử thì quý vị biết rất nhiều rồi. Có những vị vua, những người quyền thế, thậm chí là những cái người mà
bình thường trong cuộc đời đó, họ có thể bất chấp tất cả để họ đạt được cái mục đích của họ. Mục đích này có thể là danh vọng, để tiếng tăm lại cho đời, giống như là ông gì hả, ông gì mà đưa thiếp của mình có thai vào làm thiếp của vua. Mấy người luyện luyện chuyện tàu nhiều lắm mà. Tần Thủy Hoàng à, thiếp của Tần Thủy Hoàng là vợ của ai hay là thiếp của ai? Không nhớ, không biết nữa. Dạ đúng rồi, là Bất Vi. Ông bất chấp, chỉ cần là miễn là sao con của mình được làm không phải, xin lỗi, đúng rồi, Lã Bất Vi là cha của Tần Thủy Hoàng, đưa thiếp của mình vô làm, đúng rồi, làm vợ của ba của Tần Thủy Hoàng, phải không, để cho khi sanh ra Tần Thủy Hoàng lên làm vua nối ngôi, chứ không bất chấp tất cả thủ đoạn. Đó là nói hồi xưa, thời nay cũng vậy thôi. Có những người muốn làm giàu, ta bất chấp tất cả thủ đoạn, gì đó buôn bán lấy tóc làm đầu làm nước tương, bởi vì tóc rất nhiều protein, nấu ra rồi ấy làm thành nước tương, thì chất liệu cũng giống nhau thôi, nha, rẻ hơn tóc, rẻ hơn đồ nặng, khỏi cần phải trồng trọt gì hết. Có những cái như vậy, hoặc là tưới rau bằng những cái loại thuốc gì mà nghe nói 3 ngày 4 ngày gì nó phù lên nhanh để mà buôn bán đó, chẳng hạn, tất cả rồi mình ăn xong mình cũng phù theo nó luôn đó. Nên là bất chấp thủ đoạn vì những cái mục đích lợi phải là như vậy. Có thể có người vì danh, có người vì lợi, vì tiền, vân vân, tất cả những cái đó. Thì mục đích nó làm người ta mù quáng, không có thấy rõ, nên gọi là ập che đậy chứa nhau. Và những cái mục đích này thật sự nó cũng không có thật, không có nào nó thật có cho nó, chỉ vì một cái duyên nào đó mà nó tác thành thôi. Giống như là ông Hitler chẳng hạn, mục đích mà gọi là giết người Do Thái của ông đâu phải là để cho cái dân Aryan được thuần chủng gì đâu, mà giá do vì hồi trẻ ông ta tự hào mình là một nhân tài về hội họa, mà ông họa lên bức họa bị ông thầy hội họa về Do Thái chê quá, ông tức giận, ông mang cái niềm hận thù đó cho tới lớn lên rồi tạo thành một cái thảm kịch lịch sử như vậy đó. Chúng ta thấy rõ ràng là có nhân, có duyên khởi trong đó đàng hoàng, chứ không phải là ông từ nhỏ mới sanh ra đã có một cái mục đích như vậy. Không phải Hitler sanh ra để giết người Do Thái, đâu có. Nên tất cả những cái này nó không cố định, không có thật, không có một cái ngã nào hết. Rồi thức, tức là nhận biết, cái nhận biết của mình cũng không có, nó lại càng không có ngã nữa. Ngày xưa chẳng hạn, lúc mà còn nhỏ, quý vị thì phần nhiều là lớn rồi mới đi vượt biên, là đi ra nước ngoài. Còn những người mà trẻ trẻ, lúc mà đi ra khỏi nước ngoài, lúc còn trẻ đi, thấy cái thành phố mình hồi xưa ở xong nó lớn kinh khủng, lớn quá trời, đạp xe đạp từ đầu này tới đầu kia đi hoài cả ngày chưa có hết, ra ở nước Đức một thời gian rồi đi về lại Việt Nam, về lại cái thành phố mình hồi xưa thấy sao, nó nhỏ xíu chút xíu. Hồi nhỏ tôi ở lâu lâu mới lên Sài Gòn, trời, đi từ cái đường Hai Bà Trưng sau đó đi hoài đi không có hết. Bây giờ về đạp Honda có chút thiếu một nhóm chưa đầy nửa tiếng mà thấy hết đường Hai Bà Trưng rồi. Sao mà ngắn dữ vậy? Không có giống như hồi xưa chẳng hạn. Nên khái niệm của mình, cái nhận biết của mình về địa lý là khác rồi. Những cái mà trước đây mình thấy nó rất là to lớn, nó trở thành nhỏ bé. Rồi đôi khi có những cái nó rất là nhỏ bé, nó sẽ trở thành to lớn trở lại. Giống như cái ngọn đồi này thôi, sau lưng tu viện nè, quý vị thấy ngọn đồi này khỏe khoắn thì mình bước lên sao, trời, có cái dốc chút xíu này chứ có gì đâu. Nhưng mà lúc ít bữa nữa 80-90 tuổi bước lên sao, trời ơi, cái dốc này nó mệt quá vậy, bước sao nó mệt quá chẳng hạn, nó khác liền. Nên sự nhận biết này nó không có thật,
nó do duyên hợp thôi. Đó. Tùy thời gian, tùy môi trường, tùy lúc mà nó thay đổi. Đó. Đó là nhận biết về các hiện tượng bên ngoài. Rồi những cái hiện tượng mà nó không hình tướng cũng giống như vậy thôi. Đó. Bữa nay mình còn răng, mình ăn những cái giòn giòn thì mình cảm giác cái giòn này nó thích thú. Mới mốt mà cái răng mình nó rụng rồi, hay là mình phải gắn răng thứ ba, răng thứ tư gì rồi đó, thì ăn cái gì cứng cứng một chút xíu chứ, thì mình cảm thấy nó sao mà cái đồ này nó khó ăn như vậy chẳng hạn. Nó cũng là sự nhận biết, gọi là thức. Nên đối với các pháp, mùi vị cũng vậy, mùi cũng vậy, rồi vị cũng vậy, tất cả những cái đó. Mình ăn đồ của Ấn Độ vô thì hít hà xanh máu mặt hết, sao mà cái dân gì nó ăn cay dữ vậy. Ấn Độ thì nó ăn đồ của mình, nó nói trời, mấy cái đồ này nó cứ lặt phèo vậy mà sao mà mấy cái người này ăn cho vô chẳng hạn. Nên là hoàn toàn không thật có hết đó. Cái gọi là thế này hay thế kia, những cái gọi là những cái tiêu chuẩn của sự nhận biết hoàn toàn không thật, nên sự nhận biết cũng không thật. Rồi bây giờ năm cái sắc, thọ, tưởng, hành và thức, tức là một cái sinh hoạt của một con người mình đó. Năm cái này chẳng có cái nào thật hết, không có cái nào thật ngã hết, cho nên hợp lại thì nó cũng là không thật ngã. Nếu chúng ta nhận biết được điều này, quý vị chứng được vô ngã rồi. Chứng được vô ngã, đắc quả. Đắc quả rồi. Tối thiểu là tu đầu hàng đó. Nhưng mà thường thường mà chứng được vô ngã là đắc tới A-la-hàm hoặc là A-la-hán rồi. Thấy chưa? Mới bao nhiêu đây thôi là thành thánh rồi. Không cần đi đâu nhiều. Đó, thành thánh rồi đó. Thường niệm như vậy, thường tu như vậy là thành thánh rồi. Thêm một câu nữa, thêm bốn chữ nữa. Sanh diệt biến dị. Sanh diệt biến dị. Sanh diệt biến dị. Thì đây nói về cái pháp quán hồi nãy đã nói, tức là quán vô thường. Bây giờ là vô thực, không phải thêm bốn chữ phía sau mới thành một câu được. Sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Hư ngụy vô chủ. Hư tức là trống rỗng hả? Hư tức là nó trống rỗng. Trống rỗng, ngụy. Ngụy tức là không có thật. Không thật. Vô chủ. Vô chủ là không có chủ, không có một cái gì gọi là làm cái nhân của nó trên đó. Tất cả các pháp dầu là sắc tướng hay là không sắc tướng, đều như vậy hết, đều hư ngụy vô chủ. Vì sao nó hư ngụy vô chủ? Vì nó sanh diệt biến dị. Nó sanh ra, nó mất đi, hoặc là nó thay đổi ở trong đó. Chữ biến dị tức là chữ biến, tức là từ một cái trạng thái này trở thành một cái trạng thái khác, gọi là biến. Mà khác đi thì gọi là dị, nên gọi là biến dị. Trở thành khác đi thì gọi là biến dị. Như hồi nãy đã nói, hơi thở của mình hít vào, thở ra là đã là biến dị rồi. Hít vào thì nó có nhiều chất dưỡng khí hơn, thở ra thì nó có nhiều chất thắng khí hơn. Rõ ràng như vậy. Hít vào thì mình cảm thấy dễ chịu, nhưng mà để lâu trong ngực quá thì cảm thấy khó chịu, phải thở ra. Thở ra rồi thì mình thật cảm thấy dễ chịu, nhưng mà thở ra rồi mình không hít vào lại thì cảm thấy khó chịu. Cứ như vậy, dư cũng khó chịu mà thiếu cũng khó chịu. Nên tất cả đều không có chắc thật hết, thay đều thay đổi hết, đều không thật, không có một cái gì làm chủ hết. Đừng có nghĩ là cái hơi thở mà nhiều dưỡng khí là tốt, rồi mình cứ hít vào không thở ra, mình cũng đâu có chịu nổi. Mình cũng sẽ phải thở ra không. Ăn chẳng hạn, ăn đi quý vị, nó ăn. Ăn thì tốt cho cơ thể, mà ăn quá mà ăn vô thì sao? Nó thành bệnh.
nên không có cái gì nó nhiều mà nó thành tốt hết, gọi là nó vừa phải. Rồi đồ ăn rất là ngon phải không? Thấy một cái dĩa đồ ăn trưng bày rất là đẹp, xà lách màu xanh xanh, cà tô mát màu đỏ đỏ, một miếng thôi giờ mình nói đồ chay ha, một miếng đậu hũ chiên vàng vàng để trên đó, để trên cọng ngò tuyệt vời, gấp miếng xà lách, gấp miếng cà, gấp miếng đậu hũ, gấp miếng ngò bỏ vào miệng nha 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 nhả ra. Ui, sao mới chưa đầy một phút mà sao giờ nó ghê vậy. Nhả ra xong rồi quý vị lấy cái muỗng nó múc bỏ vào miệng lại, cảm giác như thế nào? Cảm giác sao mình lạ quá, hồi nãy mới thấy rõ ràng nó ngon như vậy mà. Mà đó là chỉ từ trong miệng của mình ra thôi, chứ đừng có nói cái gì khác. Nó đã biến dị như vậy rồi đó. Biến dị từ cái hình thức cho tới cái cảm giác, cho tới cái vị giác, cho tới cái tưởng, nói chung là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đều khác hết. Chỉ là một cái miếng ăn thôi đó, huống chi là những cái khác. Nếu chúng ta chịu có suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ rất mau giác ngộ, rất mau. Ăn uống ngủ nghỉ tài sắc danh thực tùy đều y như vậy hết trơn đó. Quý vị nhiều khi cầm cầm cái cục vàng theo thổi vàng lên cảm thấy thích thú chẳng hạn, nhưng mà nếu mình chịu khó mình tư duy một chút thì nhiều khi trong đó không biết cái gì nó nằm trong đó nữa. Máu, mồ hôi và nước mắt của biết bao nhiêu người nằm ở trong đó chẳng hạn. Chết chóc, bao nhiêu xác chết nó nằm trong đó, bao nhiêu cái oan hồn nằm trong đó. Nhiều khi mình không có cảm nhận được những cái này. Và chắc chắn là nó có. Thậm chí là nhiều khi cái đẹp như vậy mà biết đâu cái cục vàng mà đang cầm trên tay là từ cái răng vàng của người ta mà nó chảy ra lại, làm lại, phải không? Cái răng vàng người ta ngậm trong miệng mấy chục năm đó. Đó, rồi người ta chết đi rồi con cái nó lấy ra nó đem nó bán lại cái chỗ mà mua vàng cũ đó. Rồi chỗ mua vàng cũ nó đưa lại vô trong cái chỗ mà người ta làm vàng. Đó, người ta làm thành cái kiềm cho quý vị đeo ở trên cổ đó, đẹp không? Mới mốt mà cầm cái kiềm vàng vô như vậy thì cứ tưởng vậy đi, đây là mấy cái răng vàng của người ta đó, nhai bao nhiêu thứ đồ ăn rồi đó, đủ thứ chuyện đó, thì sẽ thấy như thế nào. Nên hoàn toàn không có một cái gì mà nó không biến đổi đó. Nên nó không có thật, không có cái gì thật hết trơn, tất cả là điều thay đổi, thanh diệt biến dị. Nên chúng ta đừng có chấp thủ vào nó. Phải thường quán như vậy. Thôi bữa nay nhiêu đây thôi, được nửa câu một, được nửa câu một rồi. Chịu khó nghe kỹ một chút để mình cho nó đi sâu vào trong tâm thức. Thì tám điều này thật sự giảng một thời xong cũng xong thôi, nhưng mà thầy muốn cho quý vị được thấm nhuần ý nghĩa của từ cái đoạn đầu cho tới bây giờ đó, là nhấn mạnh nhất là về vô thường, về sự vô thường. Mà vô thường này thì nó của bên vũ trụ bên ngoài, thân thể của mình bên trong, về cái hình thức, mà thậm chí cho tới những cái sinh hoạt của thân thể mình, hay những cái mà sinh hoạt của cái mà mình được xem như là mình, như là suy nghĩ, cảm nhận, tư duy vân vân và vân vân, tất cả những cái đó. Không có cái nào là thật có, không có cái nào là không mang đến khổ đau, không có cái nào là có một cái ngã cố định cả. Phải thường nhớ niệm như vậy. Thì chắc chắn một điều, qua đó chúng ta sẽ rất mau chứng quả. Đức Phật dạy rằng là một vị hành giả mà tu tứ niệm xứ, tại vì cái này là niệm thân tinh thân nè, cái đoạn này là đang nói niệm thân tinh thân. Còn nếu mà nói về cái thêm cái ngũ uẩn á, là niệm thêm luôn cả niệm thọ và niệm tâm và niệm pháp của nó nữa. Nhưng mà không có đi vô chi tiết, tại vì đây đang nói ngũ uẩn. Nên có thể nói rằng tới đây là đang dạy quý vị tứ niệm xứ đó. Mà Đức Phật cũng dạy rằng một vị tu tứ niệm xứ trong vòng một tuần, siêng năng tinh tấn, tâm thức không rời khỏi
giác niệm. Thì trong vòng 7 ngày có thể chứng hoặc là tu đầu hoàng, hoặc là tư đà hàm, hoặc là a la hàm, hoặc là a la hàm. Trong vòng 7 ngày thôi. Sở dĩ mình không chứng tại vì mình không có tinh tấn trong 7 ngày như vậy. Được 1 ngày, 2 ngày là bắt đầu mình mỏi mệt rồi, mình lười mỏi rồi. Khi một cái niệm lười mỏi nó sanh ra thì nó là trở thành gọi là chướng. Đó là chướng. Trong cái ngũ chướng, thùy miên là một trong cái ngũ chướng, năm cái chướng. Nên mình không có chứng ngộ được thôi. Vâng, thì bữa nay như vậy. Còn gì không? Có ai thắc mắc muốn hỏi gì không? Cho quý vị 5 phút để hỏi. Dạ. Nhưng mà mình trong các pháp quán, thầy quán thì nó cũng đâu có thật. Tại sao mình phải quán? Chính vì nó không thật mà mình quán được, quán cho đến nó thành thật ấy. Thì ngay khi đó mình sẽ nhận biết được không thật của cái mà hiện tại mình có. Nhưng giờ khi mà mình quán được thì cái đó quá ngắn. Thế gian có sao nên vì ai yêu mà cái đối tượng bán sáng như chim sứ sổ trắng hầu lại tình yêu duyên phân yêu đều toàn chưa phăng bù xa tâm trở chứ thế gian có sao nên vì hạnh thiên xin lính bí yên tùy thiên mạng trải tạo chiều mong bấy phong trời xanh giải khăn phố leo phong trần xu yên quân sinh tự tại yêu hoan xí xuôi yên trời thang ú leo chờ phố phá trần yên quân xin tự tại ya quân xí xuôi yên để sự tại biên đàng chư xin vũ tăng gia万事皆空，空是了脱自然。千年心灵被怨怼填满，直到旧梦被风吹散，才看破了红尘夙愿。关心自在呀，欢喜随缘，谁参悟了这佛法真言？细随缘得失在便当之心无增减欢心自在呀欢喜随缘谁曾从了这佛法展颜欢心自在呀欢喜随缘万事皆空空失了脱自然凡世界空空失了头自然chứ bằng không mà mình với một khối nghiệp của mình lên trên đó là mình vẫn khổ đau chứ không thể nào mình an lạc được. Nhưng mà vì cái năng lực gọi là
tu tập của Đức Phật, cái năng lực mà quán chiếu của Đức Phật, nhận biết của Đức Phật nó mạnh đến mức độ chuyển hóa hoàn toàn cái nhận hay là cái nghiệp thức của mình, hay là cái sự nhận biết của mình đối với Pháp. Nên mình lên đó mình nhận biết khác hẳn. Nghiệp mình thì vẫn còn tồn tại, nhưng mà nghiệp thức thay đổi. Cho nên quý vị đừng có lầm lẫn hai điều này. Mà khi nghiệp thức thay đổi thì bắt đầu mình có một cái năng lực mới. Dùng cái nghiệp thức này mình mới thay đổi cái nghiệp của mình, thay đổi nghiệp của mình, chuyển hóa nghiệp của mình. Cho nên nó hoàn toàn thuận với lại nhân quả, chứ đừng có, không phải cái gì mà khác nhân quả đó. Đừng có nghĩ là ít bữa rồi, trong đây vị nào mà tu quán tưởng thành công rồi biến cái bàn thành 80cm rồi cái nghĩ rằng là cái này phi nhân quả. Không có, hoàn toàn nhân quả trong đó. Không có cái gì mà phi nhân quả, bởi vì nó không thật có. Một trong những cái mà quý vị dễ cảm nhận nhất là không khí. Bây giờ đóng gói một gói không khí đi, đóng nửa kilo không khí ở đây gửi về bên Việt Nam, vậy là ở nước Đức mất nửa kilo không khí không? Đâu có mất. Cái mở về cái người nhà mình mở không khí ra, nó vỗ tay lên, ô bữa nay là Việt Nam mình có thêm được nửa kilo không khí. Làm gì có chuyện đó, hoàn toàn đâu có. Mà đối với không khí thì mình thấy nó rất là tự nhiên. Vì sao? Vì mình không có một cái nghiệp thức để mình nhận biết nó rõ ràng. Nhưng mà trên thực tế thì nó được thay đổi như vậy đó. Giống như là cái bàn cái ghế mà cũng thay đổi như không khí thay đổi vậy đó. Nó chỉ lấy cái chỗ này nó đem qua chỗ khác rồi nó chuyển hóa như vậy, không mất đi mà cũng không tồn tại. Vậy thôi à. Nên cái pháp quán nó là một cái pháp mà mang đến cái sự thành tựu rất là chắc chắn, nhưng mà rất là khó thành tựu, bởi vì những cái điều kiện, những cái duyên mà kèm theo đó đó, nó đòi hỏi mình một cái sự năng nổ rất là nhiều, năng nổ nhiều. Vậy thôi, còn gì không? Không còn để hồi hướng để được nghỉ sáng hơn nửa tiếng nữa không? Nhà quý vị hồi hướng. Chúng sanh không số lượng, thể nguyện đều độ tâm. Phiền não không cùng tận, thể nguyện đều dưng sanh. Pháp môn không kề xiên, thể nguyện đều tu học. Phần đạo không gì hơn, thể nguyện được biến thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm ca, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Yeah.